Năm giấc mộng kinh hoàng báo hiệu hôn nhân là bể khổ cho phái đẹp. Hôn nhân là đích đến cuối cùng và tuyệt vời nhất với những cô gái đang yêu. Nhưng đôi khi hôn nhân chính là mồ chôn của tình yêu, là chuỗi ngày bể khổ đáng sợ kinh hoàng nếu họ lấy nhầm người. Xin đặc biệt nhắc nhở những cô gái thường xuyên mơ thấy một trong năm giấc mộng khiếp đảm dưới đây, hãy cân nhắc kỹ càng khi gật đầu. Năm giấc mộng kinh hoàng báo hiệu hôn nhân là bể khổ. 1. Mơ thấy bố mẹ mình cãi vã lớn tiếng. Giấc mơ này rất hay xuất hiện ở những cô gái có bố mẹ ly dị. Nếu mơ thấy bố và mẹ mình mỗi người ôm một người con và lớn tiếng nạt nộ, tranh cãi nhiều lần mà không đi đến hồi kết, thậm chí là ném đồ đạc, lao vào đánh nhau thương tích đầy mình, thì các cô gái nên nghĩ lại. Họ khả năng cao là sẽ dẫm lên vết xe đổ của bố mẹ mình vì nhiều lý do. Đa phần là chỉ 3 tháng đến nửa năm sau khi kết hôn, cả hai vợ chồng sẽ cơm không lành, canh không ngọt. Cả hai trở nên nóng tính, cãi vã triền miên, không biết thông cảm cho nhau mà liên tục trách móc, sợ hãi. Có thể tâm lý lo lắng quá mức đã khiến cho cả hai trở nên quá khích. Hoặc giả đây là kết cục thường thấy ở những cặp đôi yêu nhanh, cưới vội, góp gạo thổi cơm chung khi chưa kịp hiểu hết về nhau. 2. Mơ thấy chồng sắp cưới cải tà quy chính. Cải tà quy chính ở đây ý rằng người yêu của bạn đổi trắng thay đen, chuyển tính xấu thành tính tốt, từ lăng nhăng thành trung thủy, từ trộm cắp thành người tử tế, từ kẻ vũ phu thành chàng trai ghê lăng. Đó là giấc mơ thường gặp ở những cô gái hết lòng vì người yêu, sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho người ấy mà không đòi hỏi được báo đáp. Lúc này, tiếp con gái kiểu này cũng tôn sùng, mơ mộng, cũng coi người yêu là tất cả. Tình yêu khác với hôn nhân, khi lấy nhau về, đàn ông đã xấu, có khi còn tồi tệ hơn, đặc biệt là trong khoản giường chiếu. Cô gái cứ ôm giấc mộng thay đổi được người đàn ông của mình nhiều đến nỗi, trong mơ cũng tưởng tượng ra chuyện hoang đường này, sẽ phải thức tỉnh khi sống chung với anh ta. Mọi sự tha thứ, kỳ vọng dần dà sẽ tan biến, tình yêu rồi cũng sẽ nhạt nhòa. Nhất là khi sự cho đi không bao giờ được đền đáp thì cô gái sẽ buộc phải thức tỉnh, hy sinh cũng có điểm dừng mà thôi. Thế nên mới nói rằng đừng mong cải tạo được bất cứ ai, các cô gái trẻ ạ. Nếu không muốn, hôn nhân chỉ là những tháng ngày nhạt nhòa nước mắt, mệt mỏi và giận hờn, sống với người chồng trẻ con trong cái xác người lớn thì hãy cân nhắc kỹ càng trước khi gật đầu đồng ý. 3. Mơ thấy người yêu cũ. Đang chuẩn bị gấp rút làm đám cưới với người yêu hiện tại, ngày ngày cười cười nói nói tíu tít, hạnh phúc vô ngần mà đêm đến nàng lại chỉ toàn ôm mộng vào lễ đường với người yêu cũ, cho thấy cô ấy chỉ luôn nhìn thấy mặt tốt của anh ta mà thôi. Sự phiến diện trong tình cảm ấy thể hiện sự mù quáng, vội vàng của cô gái, đồng thời phản ánh tâm lý đứng núi này trông núi nọ, luôn thèm muốn khát khao thứ mà mình không với tới được. Nếu cứ mãi nghĩ rằng con cá mất là con cá to, thì người thay đổi sau khi kết hôn chính là cô gái. Cô ấy luôn bị thôi thúc đi tìm hiểu, khám phá người đàn ông khác ngoài chồng mình. Gặp phải người vợ kiểu này, nếu người chồng tinh ý luôn tìm mọi cách hâm nóng ngọn lửa tình, hoặc cả hai sớm có con, cùng sớm tối nâng niu chăm sóc kết tinh của tình yêu, thì may ra tổ ấm mới vẹn tròn. 4. Thường xuyên mơ thấy mình đang ở một nơi quá lạnh lẽo, âm u. Đàn ông rất hiếm khi gặp giấc mơ này. Còn với các cô gái, khả năng ấy là rất cao. Nếu họ đang gặp trục trặc vô hình trong tình yêu, sức khỏe, tình cảm, năng lượng, cuộc sống đều sụt giảm, chất lượng đi vô cùng. Tưởng rằng cả hai đang hòa thuận, đồng lòng, nhưng thực ra là không phải. Họ chỉ đang cố gắng hết sức để nhẫn nhịn và chịu đựng đối phương mà thôi. Muốn bứt phá sang giai đoạn mới, chuyển màu cho tình yêu, nên họ hối hả cùng nhau làm đám cưới. Chỉ đến khi góp gạo thổi cơm chung một nhà, họ mới nhận ra sự lệch pha đáng sợ trong tác phong, tình cảm, thói quen và hành động. Một nửa hoàn toàn không quan tâm, yêu thương người kia và họ hàng, bố mẹ, vợ, chồng, nhiều như họ nghĩ. Cả hai ở bên nhau vì nghĩa vụ và sự ràng buộc, nhưng trên thực tế như hai người xa lạ, thậm chí có thể rơi vào cảnh ông ăn chả, bà ăn nem. Nếu đêm trước hôm diễn ra lễ cưới, bạn mơ thấy giấc mơ này, thì tỷ lệ phần trăm ly dị là thấp, nhưng nếu thường xuyên gặp phải trong quá trình yêu nhau, thì kết hôn xong sẽ là chuỗi ngày bạn mệt mỏi vô cùng. 5. Mơ thấy phòng ngủ ngập nước. Giấc mộng này báo hiệu một nguy cơ tiềm tàng rất đáng sợ. Đối phương đã bắt đầu ngoại tình thật sự, hoặc đang đứng trên bờ vực ngoại tình tư tưởng, chuẩn bị triển khai hành động thực tế. Khái niệm ngoại tình ở đây không chỉ đơn giản là bóc bánh trả tiền, vui chơi qua đường. Người bạn đời tương lai của bạn thực ra đang bắt cá hai tay, cùng lúc nuôi dưỡng tình cảm cho hai người phụ nữ rất công phu, kỹ càng.
Tâm tính của người ấy đang thay đổi nhanh chóng, với nhiều thủ đoạn tinh vi đáng sợ, vì quá quen và tưởng rằng quá hiểu về nhau mà bạn không nhận ra thôi. Phòng ngủ vốn là nơi thanh tịnh, ấm áp, sạch sẽ. Nếu trong mơ bạn thấy mức nước ngập càng cao thì sẽ càng nguy hiểm, càng cho thấy anh ấy cáo già đến đâu.